Trận này 0% này, vẫn chưa thấy ba trận luôn. Hiệu quả đánh nhanh forechess là ta dùng Ama Deadlock này, chúng sát khỏe, tốc độ cao và có thể gây ra thiệt hại lớn với các mục tiêu. Dùng chúng với Tear có thể chạy vòng rất nhanh, phá nát đội hình của kẻ địch. Nghĩ là game này tôi không chơi được nữa. Đánh ra biển nhé, ui sát bờ biển luôn. Lê ít lính thôi, lê 12 ở trung tâm cung cấp. Con này có hổ vàng ăn luôn. Đi tiếp, đi tiếp, mở rộng khu dưới đây. Lên hai này, có lẽ là chắc cũng hết rồi. Đuổi luôn, xem bên này có gì. Đây vẫn còn hòm, đây vẫn còn hòm. Chém họ lên cái gì nhá. Đó, nó xây thêm cái đấy. Năng lượng. Hai cái trung tâm cung cấp thôi, bình thường mình rút quân với hết. Đây này, lính nó vào đến nhà này. Giờ không chuyện lính vào nhà nữa đâu. Xây bao vây ngay.
construction place the building. Tám mươi cho mấy cái máy máy đi để xây dựng ở đi luôn. Này họ lên được đấy, xe level 2 này, mình thấy xe level 2 thôi. Resource container detected. Lấy luôn. Resources received. 285 này, nhà máy nước. Place the building. Construction complete. Lên luôn, không để họ lấy được. Ui, quá nhiều hộp đâu. Insufficient energy. Construction complete. Place the building. Our unit is under attack. Rồi, vẫn lấy được hộp. Rồi cho. Điều này phải lên chống hạn. Họ lên thuyền nhanh thật đấy, lỡ phát mất một cái hộp luôn. Và lòng sản xuất lính hai, họ sản xuất lính hai rồi. Lên được một cái trung tâm cung cấp nữa. Tôi ra nút con xe. Lại thiếu năng lượng ấy nhỉ. Uầy, cái dưới lên tận 700 đi. Cái này mạnh thật. Trăm năng lượng. Trăm hai mươi. Lấy mấy con lính đi dò luôn. Lên sự xe chuyên dụng đi, tôi lên là máy bay. Chắc tí phát triển ra kia.
lên nhà cấp 3 luôn, lên xe 3 luôn. Đây rồi, lên hạn rồi, mình thấy nó lên hạn rồi này. Lên luôn nha cấp 3. Lấy con lính nằm này đi xét này, rộng kinh khủng luôn. Lính bắn tỉa lên 4-5 con rồi. Lên 1-2 con mút mũi, mút mũi chơi đánh lẻ luôn. Hai giây được. Mười hai giây nữa lên xe ba luôn, hết 300 thì phải lên nhà máy nước chứ, nhà máy điện rất nhiều. Giả định đi muôn nơi đây, chỗ này tầm nhìn ngon này, tầm nhìn đẹp. Là cái tầm nhìn đã lên sửa xe level 2 luôn. Mình xem này, nếu chơi tàu ngầm ở chỗ này thì trước tiên cũng phải phá hủy xong cái bọn này. Chào lên rồi một này. Là bụi về luôn. Chung mấy con này ở bụi này luôn. Ra nhiều con này đến khi có con xe nào đi qua thì trong bụi ra bắn. Con này vẫn chưa biết lúc ở đâu. Ở đây
biết đi thì sao. Ấy luôn. Trong bụi này, trong bụi ra. Mở mắt luôn. Ra chặn đường luôn. Không dám lên. Đi một con lính này chắc nó cho đi thôi. Rất nhiều lính. Rất nhiều lính. Thôi, đỗ đây được rồi. Bắn đấy, cho phép bắn. Trời ơi, cái khó chịu. Chế độ mát à? Im re luôn. Kinh chưa, kinh chưa. Lấy tầm nhìn hết rồi. Cái ý đồ nó làm gì đây? Có vẻ bốn con này không được đấy cho lắm, không được thẳng hàng cho lắm. Ba con này được. Đây, ăn con này. Uầy, bắn phát đi luôn ạ. Không lên được nữa, quá rồi. Con này có 3 thôi. Cũng không lên được nữa. Đến tháp vào không? Chặn một đường luôn. Place the building.
Construction complete. Construction complete. Construction complete. Mấy con hố rô này ra này. More command points. Just give me orders. Orders. We go on the move. Construction complete. What's next? Upgrade complete. Lock and load. Speak louder. Yes, moving. Yeah. Full throttle. Executing. You need more command points. Lên được nữa. Chúng ta cung cấp nữa. Uầy, nhiều lính thế. Hay cho bọn này đi hết đi nhỉ. Cho bọn đi hết lên xe khác. Cho bọn này đi hết đi. Uầy, gắt thế. Thì chơi có chơi ngay. Gắt. Để thông phòng thủ bờ biển ngay. Bắn đi. Cái thật không ngờ là đánh được biển. Và kinh đấy. Place the building. Place the building.
Cái này vui rồi. Lũ xịt quần vậy nào. Chỗ này quay ra đây luôn. Mình còn bắn tỉa đó lắp kênh. Chết thôi. Không lên hàng phòng đấy. Insufficient resources. Construction complete. Give me a firing solution. Command. On the move. Yes. Advancing. Give me a target to smash. Tự sắp xếp lại đội hình. Place the building. Ready for action. Command. Yes. What's the plan? Waiting orders. Give me a target to smash. Đã đủ lấy tiền đến đây luôn. Không đến đâu. Mình di chuyển luôn ngay. Bao vây trong nhà luôn. Jaguar, ready, Roger. Full throttle. Give me a firing solution. We go. She is moving. I can take it.
lính vào. Xem nó lên cái gì nhé. Kệ nó đi. Giờ xem nó lên cái gì nhé. Nếu hàng không. Giờ không cần cho xây luôn, không cần vào luôn. À, vẫn vẫn thích đánh ở trên này mọi người. Vẫn thích đánh thì cho đánh luôn, sập nhà chính luôn. Không ngoan rồi, không ngoan rồi. À đây là không ngoan đấy. Lên rất nhiều nhà máy bay luôn. Kia phá nhanh hơn. Thì ai phá nhanh hơn. Gấp nha. Nhà chính mình xây đây luôn. Ngại gì. Sống chết có ai này, phá hết đồ, phá hết trụ các thứ nhà mình luôn. Ghê ta, ghê đi em nha. Thấy không? Bắn sao?